Xin chào tất cả các bạn, mình là Cao Tiên. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người về cái setup hồ cá thủy sinh. Lần này mình xin phép được giới thiệu với mọi người về một hồ cá với phong cách là Wabikusa. Các bạn có thể hiểu một cách nôm na, đó là một vùng đất nổi, cây được phát triển với hai tầng, là một tầng ngập nước và một tầng phát triển ở trên cạn, trong một môi trường sống là tuần hoàn. Lần này mình sẽ thực hiện trên một size hồ là size 45 với kích thước là 45-24-19. Thì nó sẽ có hai yếu tố về thiết bị quan trọng, đó là ánh sáng và dòng chảy. Mình sử dụng một con bơm Atman đặt trong một cái ngăn và để ở một cái góc nào đó trong hồ, thì nó sẽ tạo cho một cái dòng chảy trong hồ, thì nó ngăn vấn đề là nước động dẫn đến tình trạng là rêu hại. Về ánh sáng thì ánh sáng ở trong đây mình thiết bị cực kỳ quan trọng, thì mình sẽ sử dụng một con đèn, đó là flash nano. Trước tiên để tạo lớp vỏ bao che cho cái con bơm thì mình sẽ sử dụng là chất liệu đó chính là mica được đi cắt CNC. Bây giờ mình sẽ tiến hành là dán nó thành một cái khối hộp. Bây giờ mình sẽ tiến hành là dán tất cả các miếng lại với nhau. Thì ở đây mình sử dụng hai loại keo, đó chính là keo 502. Còn ngoài ra đó là thêm đó là một keo lạnh, keo đây là chuyên để dán mica. Sau khi dán xong ấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp bơm vào. Thì bây giờ công việc tiếp theo ở đây ấy, thì mình sẽ không sử dụng vật liệu lọc, mà ở đây mình chỉ sử dụng là bông lọc khi ngăn những cái cặn bã đồ này nọ nó không vào cái bơm của mình thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành là đặt cái con lọc này vào ở trong cái hồ của mình. Thì tùy cái bố cục khác nhau thì mình sẽ đặt ở những vị trí ở bên tay phải, ở giữa hoặc bên tay trái. Riêng đối với cái hồ này thì mình đang sử dụng con đèn flash nano này, nó có cái chân trụ nè, nó bên tay phải, nên mình sẽ đặt luôn nó ở vị trí đó là bên tay phải. Bây giờ mình sẽ tiến hành vào công việc tiếp theo, đó chính là thiết kế layout. Thì ở đây mình sử dụng nguyên liệu đó chính là lũa xăng đá và một ít đá. Những video trước các bạn thường thấy là mình sẽ trải cái giá thể nhôm thạch trước. Thì vì sao vậy? Ngoài cái việc tác dụng là tạo vi sinh ấy, thì cái giá thể nhôm thạch nó giúp mình dễ thuận trong cái việc setup một layout hơn. Khi mình đặt ở trên một cái phần kính này nè, cái viên đá mình nó rất là nó không theo ý muốn của mình. Nhưng mà nhờ những cái giá thể nhôm thạch này nè, mình đặt lên á, thì mình có thể điều chỉnh được một cách rất là thuận tiện và dễ dàng hơn trong việc setup layout. Trong quá trình thiết lập layout ấy, thì mình có thể sử dụng keo 502 để cố định. Nhưng mà để chắc chắn hơn ấy, thì ở đây mình sử dụng đây là keo AB, keo hoa thạch bằng. Thì mình sẽ trộn nó lại và dán vô thì cái layout mình sẽ chắc chắn hơn. We'll be right back.
Sau khi mình hoàn thiện ở lớp này thì bây giờ mình sẽ tiến hành là trải cát. Đây là lớp sỏi trang trí. Thì tùy cái bố cục cũng như là cái layout, mình cứ thể ngẫu hứng theo ý của mình để đạt cái yếu tố tự nhiên nhất có thể. Bây giờ mình sẽ tiến hành trải cát. Thì cát ở đây mình sẽ sử dụng một cái tông màu là sẽ là tối, tạo với sự quang giả hơn, cũng như là nó hơi dư dư một xíu, nhìn cho cái hồ nó tự nhiên hơn. Chi tiết hơn cho cái layout của mình thì mình sẽ sử dụng một ít đá xe nhỏ, mình sẽ điểm ở cái phần chân để nó có độ chuyển hơn. Lũa săn đá cành mình sẽ điểm thêm ở dưới cái phần chân đá. Cây ở đây mình sẽ chia ra làm hai môi trường, môi trường ở dưới nước và môi trường ở trên cạn. Môi trường ở dưới nước ấy, thì hồ mình không sử dụng bình CO2 nên mình sử dụng những loại cây nó khá là dễ trồng. Thứ nhất đó chính là rêu Java, thứ hai đó chính là ngưu mai chiên, thứ ba đó chính là nana. Còn về phần cây ở trên cạn ấy, thì mình sử dụng những dàn cây cắt cắm, tí nữa mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn và cũng như là cắt cắm của nó. Bây giờ bước đầu tiên á, mình sẽ vào rêu, thì rêu mình sẽ gắn ở trên những cái phần mình đã dán keo này để che đi những cái khuyết điểm. Ngoài ra á, thì mình dán thêm ở những cái phần chân đá này để tạo sự tự nhiên hơn cho bố cục. Về phần cây ở trên cạn, ở đây mình sử dụng đó là liễu răng cưa, rau má dù, quý tâm lan mini, rulata white chili, tăng đế đỏ, rulata super red và kèm theo đó là diệp hồng tài lá kim. Thấy cái hồ Wabi Kusa của mình, cái phần lọc nó được tối giản đi thì dẫn đến một vấn đề, đó chính là vi sinh trong hồ
nó bị yếu. Thì để giải quyết vấn đề đó, mình sử dụng một sản phẩm vi sinh, đó chính là Extra Bio, để cải thiện cái phần vi sinh trong hồ. Thì mình sẽ sử dụng nó là trong tuần đầu tiên là hàng ngày cái hộp đó và thay nước, và những tuần tiếp theo là mình sẽ sử dụng là 2 lần trên tuần. Sau 7 ngày thì cái hồ mình đã phát triển là khá ổn định. Thì các bạn đã thấy ở đây là chất lượng nước đã được cải thiện rất là nhiều. Đặc biệt là ở đây đó, mình sử dụng là lũa xăng đá ra màu rất là nhiều. Thì bí quyết ở đây mình chia sẻ với mọi người đó, mình chỉ việc là thay nước 30-50% mỗi người cách hợp sản phẩm vi sinh của Bio Extra. Thì mình chỉ kiên trì trong việc 7-10 ngày thì sẽ giúp cải thiện cái chất lượng nước và lũa nó cũng không còn ra màu nữa. Thì đó là chia sẻ nhỏ của mình dành cho mọi người.